Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video ngày hôm nay của Trọng. Và trong video ngày hôm nay, Trọng chia sẻ với các bạn là treo cung mày là gì và khi nào thì chúng ta hẳn đi treo cung mày và khi nào thì chúng ta không cần thiết phải treo cung mày. Rất nhiều các chị em phụ nữ hoặc rất nhiều các bác khi đến với Trọng và hỏi Trọng rằng là trường hợp của mình thì treo cung mày có được không, nhưng các bạn không biết được là tác dụng của treo cung mày làm sao. Thì Trọng lý giải cho mọi người biết là trong phẫu thuật thẩm mỹ, treo cung mày đó là hiện tượng cắt bỏ toàn bộ cái lớp da thừa, nó có thể ở vùng trên cung mày và vùng dưới cung mày, có nhiệm vụ làm sao nó tác dụng là loại bỏ cái da thừa đi, giúp cho các bạn có một cái tình trạng, một cái mí mắt mới to đẹp hơn, sáng hơn. Các trường hợp treo cung mày này thì nó có tác dụng giải quyết chính là tình trạng sụp mí ở những người lớn tuổi và những người trung tuổi. Thường là xảy ra những người chỉ trên 30 tuổi trở lên thì chúng ta mới có chỉ định là treo cung mày. Và đặc biệt thì cái treo cung mày này áp dụng rất nhiều cho những bác từ 40 đến 50 tuổi, khi đó có tình trạng sụp mí. Thế thì khi nào chúng ta lựa chọn treo cung mày mà chúng ta lại không lựa chọn là cắt mí? Chúng ta lựa chọn treo cung mày khi các bác có tình trạng da thừa ở vùng mí trên rất nhiều và là sụp mí, nó che phủ. Và lúc đó các bác lúc còn trẻ đã có mắt hai mí đẹp tự nhiên rồi đấy, và các bác hài lòng với cái mí như trên rồi, thì lúc đó chúng ta mới tình trạng là chúng ta chỉ cắt bỏ toàn bộ cái da thừa ở vùng dưới cung mày hoặc vùng trên cung mày, để làm sao để cho chúng ta tạo cho các bạn một cái nếp mí trở về cái nếp mí thời con gái, thời trẻ của mình, tức là cái nếp mí hai mí nhá. Thế thì chỉ định treo cung mày thì thường được áp dụng, các bác sĩ áp dụng cho những người có da thừa vùng mí trên kèm theo là có cái nếp mí mắt hai mí đẹp thẳng rồi. Đấy là cái chỉ định thứ nhất của cái trường hợp treo cung mày. Trường hợp thứ hai của khi chúng ta được treo cung chỉ định treo cung mày đó là những người mà có cái lớp mí sẵn ở đây rồi, kết hợp với lại lớp mỡ ở đây nó rất ít đấy, lớp mỡ đấy nó không sưng nhiều, và các bạn chỉ cần tiến hành là cắt bỏ cái da thừa ở cái vùng mí trên này. Kết hợp với nữa là những người nào mà khi mà đã cắt mí dưới rồi, tức là cắt cái lớp mí dưới, tức là trước đấy một thời gian đã có chỉ định cắt mí dưới và đã cắt mí dưới rồi nhưng nó vẫn còn da thừa, thì lúc đó các bác sĩ mới tiến hành là treo cung mày chứ không là tiến hành là cắt mí. Đấy thì đấy là cái trường hợp thứ hai mà có thể chỉ định treo cung mày được, tức là những người đã cắt mí vào lớp mí hai mí, giống như trường hợp trước ấy là đã có lớp mí rồi nhưng mà chỉ có da thừa thôi, thì đấy là trường hợp thứ hai chúng ta có thể chỉ định là treo cung mày là như vậy. Và tác dụng chính, các bạn nhớ nhé, tác dụng chính của treo cung mày đó là gì, là loại bỏ da thừa ở vùng mí trên, là như vậy. Thế thì ngoài phương pháp treo cung mày đấy thì rất nhiều người đã hỏi Trọng rằng là thế thì khi nào thì chúng ta tiến hành là treo cung mày và có những phương pháp treo cung mày nào? Treo cung mày rất nhiều người hỏi là có phương pháp treo cung mày bằng chỉ, có phương pháp treo cung mày bằng phẫu thuật, thế thì không hiểu thế nào là như vậy. Thì Trọng phân tích là trên đây trong treo cung mày thì có chia làm hai nhóm, đó là treo cung mày nội khoa và treo cung mày ngoại khoa. Treo cung mày nội khoa tức là gì? Sử dụng các phương pháp cấy chỉ, đưa những sợi chỉ để kéo cái cung mày lên. Thì trong phương pháp ngoại khoa thì rất nhiều bạn thắc mắc là có người thì treo cung mày ở phía đường trên cung mày, có người thì treo cung mày ở đường dưới, và không hiểu lý do tại sao lại làm như vậy. Thì Trọng chia sẻ như này, khi mà những người nào một cái khoảng cách từ bờ mi này đến cái cung mày này nó ngắn và nó thấp, kết hợp với hai là cái cung mày của các bạn nó bị rủ xuống, nó bị cụp xuống như thế này, thì lúc đó các bác sĩ sẽ lựa chọn vào phương pháp mà đi bằng đường trên, đi đường trên cung mày, để thì cắt cái đoạn da thừa phía trên đi, xong là kéo, thì lúc đó cái cung mày nó sẽ kéo nhau, kéo lên cao như thế này. Đấy, nó kéo cao như này, lúc đó cái da thừa dưới đây nó sẽ không bị đủ xuống nữa, nó căng lên như này. Đấy thì đấy là trường hợp mà các bác sĩ sẽ lựa chọn là đường treo cung mày ở phía trên của cung mày. Trong trường hợp mà cái khoảng cách từ đây, từ bờ mi đến mí mắt này nó dài và lúc cái bị che phủ xuống, thì lúc đó bác sĩ có thể tiến hành là treo cung mày ở phía đường dưới cung mày, tức là đi một cái đường này, và lúc đó cắt cái toàn bộ cái da thừa này để vén làm sao cho cái bờ mi, cái da nó trợ lên trên như thế này. Thì đấy là trường hợp thứ hai trong cái phẫu thuật là treo cung mày đường dưới. Và khi hai cái trường hợp đấy, cái đường mổ, cái đường sẹo sau này nó đều đi nằm ở phía trên, một là phía trên giữa cái vùng lông mày với da, hoặc là nằm ở phía dưới ở vùng lông mày với da, trong hai trường hợp như vậy. Khi đạt như vậy rồi thì nó sẽ tránh tình trạng là không có sẹo,
không có sẹo ở cái vùng cung mày nhá. Nhiều bạn rất lo lắng là lý do tại sao lại treo cung mày có để lại sẹo hay không, nhưng khi các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã làm theo hai cái đường như trên thì sẽ hầu như là không để lại sẹo, vì nó nằm ở ranh giới giữa vùng lông mày và vùng da thường là như vậy. Đấy là trường hợp mà treo cung mày có hai cái phương pháp như vậy. Và khi đi đường như vậy rồi thì sẽ không để lại sẹo. Ngoài ra các bác sĩ cũng có thể sử dụng các phương pháp chống sẹo vùng này, tức là các kỹ thuật khâu thẩm mỹ bằng các phương pháp có thể là khâu trong bằng chỉ tiêu, hoặc sử dụng các phương pháp là khâu luồn, tức là cái đường chỉ nó mảnh như vậy, các sợi mảnh từ ngoài ra. Thì đấy là những trường hợp mà các bạn nào mà treo cung mày lo lắng là bị, là có thể nguy cơ bị sẹo, thì các bác sĩ thẩm mỹ sẽ có những cái phương pháp tránh bị sẹo, đó là như vậy nha. Thế thì nhiều bạn bảo là thế thì có bạn thì là treo cung mày không biết là sau bao nhiêu lâu thì là có sẹo, vì thường với bạn là sau khi treo cung mày xong đến lúc cắt chỉ thì có là một cái đường mảnh rất nhỏ, nó cứ đỏ đỏ đây ở phía trên này, và không biết được ở cái thời gian sau bao nhiêu lâu thì hết sẹo. Thì trung bình quá trình liền sẹo ở cái vùng như thế này nó trung bình là từ 1 đến 3 tháng đấy. Trong vòng 1 tháng đầu, tức là tầm 4 đến 6 tuần thì quá trình tăng sinh sẹo sinh là nhiều nhất. Lúc đó thì cái đường ngấn đỏ là có thể là nhiều nhất. Đấy là trung bình, đấy là thường là những người treo cung mày có thể xuất hiện. Không phải treo cung mày đâu mà tất cả các phẫu thuật thẩm mỹ hoặc tất cả các phẫu thuật trên cơ thể con người thì quá trình tăng sơ và quá trình liền sẹo là trung bình là từ 4 đến 6 tuần là quá trình nhiều nhất. Sau từ 4 đến 6 tuần trở đi thì quá trình mô sơ bắt đầu nó giảm dần, nó đỡ bị sưng, đỡ bị đỏ, và thường đến tầm tháng thứ 3 là có thể là hết, không còn sẹo nữa. Lúc đó sẹo nó có thể đường ngấn trắng như một lít làn da thôi. Cũng có người thì bị nhiều hơn, lâu hơn là từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6, nhưng tỷ lệ rất ít và rất hiếm. Trung bình là tầm 1 đến 3 tháng là quá trình là không còn lại sẹo nữa rồi. Những con người thì chỉ cần 2 tháng là quá trình liền sẹo nó đã hình thành tốt rồi, là cũng không thể lại sẹo nhé. Nên các bạn nào mà treo cung mày mà đến đang giai đoạn mà từ 1 đến 3 tháng nó có đỏ thì cũng không lo lắng gì cả nhé. Lúc đó các bạn có thể liên hệ với các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hoặc các bác sĩ đã làm cho mình rồi. Ngoài ra các bạn kết hợp dùng thuốc chống sẹo nữa thì quá trình hình thành sẹo là hầu như không xảy ra, rất ít, nhất là ở vùng treo cung mày, vùng mí mắt như trên. Đấy là trong trường hợp mà những bạn nào lo lắng là bị sẹo là như vậy. Thế cách chăm sóc của vùng treo cung mày là như thế nào? Chăm sóc thì các bạn thực hiện đúng như cách chăm sóc của bác sĩ đã hướng dẫn. Nhiều bạn nào mà thắc mắc mà muốn đấy thì tìm hiểu về cái cách chăm sóc cái vết thương vùng mí mắt, hoặc là cách ăn uống ở những cái video sau của Trọng, hoặc video mà Trọng đã làm trên kênh của Trọng đấy nhá. Bạn nào muốn tìm hiểu thì về cách chăm sóc thì có những video tiếp theo, đó là như vậy. Các bạn cứ ấn vào cái đường link ở phía dưới, hoặc là subscribe kênh của Trọng và đánh tên cái tiêu đề, cái từ khóa là cách chăm sóc thì nó sẽ xuất hiện video của Trọng. Thế thì Trọng vừa mới trình bày xong tất cả các vấn đề liên quan đến treo cung mày cũng như là chỉ định của treo cung mày, và Trọng nhấn mạnh rằng đặc biệt là cái treo cung mày này chỉ định cho những người nào có da thừa rất nhiều đấy. Và những người này thì thường là trên 30 tuổi trở lên, và đặc biệt là những người từ 50 đến 60 tuổi là tình trạng này là rất nhiều nhá. Thì đấy là cái chỉ định chính cho những người treo cung mày như vậy. Còn những người nào mà những bạn nào mà 20 tuổi hoặc 30 tuổi thì dưới 30 tuổi thì cái tỷ lệ treo cung mày hầu như rất ít, người ta ít chỉ định treo cung mày lắm nhá. Nên là các bạn lưu ý cho Trọng là cái trường hợp của lứa tuổi rất quan trọng, và những đối tượng nào là treo cung mày là rất quan trọng như vậy nhé. Các bạn nào thấy video của Trọng hay và đang xem dõi thời điểm bây giờ mà thấy hữu ích với để bản thân cũng như là cộng đồng xung quanh của mình thì hãy đừng quên like, share, chia sẻ cái video này của Trọng nhé, để giúp cho nhiều người xung quanh các bạn biết hơn, hiểu biết hơn về lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ cũng như là xung quanh vấn đề treo cung mày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Trọng, và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.